Hello xin chào các bạn và các anh chị đã quay trở lại với kênh đầu tư chứng khoán lại tiếp tục là mình đây. Thì hôm nay là cái phiên uh, thứ ba thì các bạn và các anh chị thấy là thị trường chúng ta vẫn tiếp tục có những cái sự rung lắc. Mình nghĩ là đây rung lắc của thị trường nó cũng rất là mạnh nhưng mà với những cái diễn biến thì uh, chúng ta thấy là cái biên độ của thị trường cũng khá là hẹp và mình nghĩ là cũng khá là dễ chịu thôi chứ cũng không phải là một cái biến động quá là mạnh đâu anh chị bạn. Nhưng mà mình nghĩ là với thị trường trước khi gần những cái phiên mà gần nghỉ lễ thì mình nghĩ là các bạn anh chị cũng thấy cảm giác nó hơi bất rứt và hơi khó chịu trong những cái thời gian gần đây. Rồi, thì để giải tỏa được những cái tâm lý như thế này thì mình nghĩ là chúng ta cũng sẽ có cái cập nhật lại bằng cái video như ngày hôm nay nè. Đi à, đầu tiên mình nghĩ là mình review lại thị trường và sau đó là tiếp tục là nhận định về thị trường cho cái phiên thứ tư và các cổ phiếu mà chúng ta cần quan tâm mình nghĩ là từ những cái nhóm ngành chính rồi sau đó thì có một số cổ phiếu riêng lẻ nó có những cái tín hiệu thì mình cũng sẽ gửi đến mọi người ha mình nghĩ là các bạn và anh chị à, nên xem hết cái video để chúng ta cũng có thể có những cái góc nhìn là đối với thị trường như thế nào. Rồi các bạn anh chị đang xem thì nghe rõ âm anh âm thanh hình ảnh thì cho mình một cái like một cái share và thả cho mình một cái tim ở dưới cái phần bình luận nha Ngày hôm nay các bạn anh chị thấy là thị trường ta có một cái tăng nhẹ thôi thì đâu đó là 0,54 điểm thì nó tương đương với 0,04 phần trăm về cái thanh khoản thì mình thấy là cũng là giảm hơn so với ngày hôm qua đó, đạt ở hôm qua này mình nhớ là 18.000 tỷ Hôm nay thì ở đạt ở cái mức là 16.189 tỷ thôi Và nước ngoài vẫn là một tiếp tục là một cái bán rồng Mình coi tự doanh coi như thế nào Hôm nay thì tự doanh cũng là một cái mua rồng 383 tỷ Thì chúng ta làm mua rồng về BNLG, TLG, BCM, Vbank, Hòa Phát và Vinhome Còn đối với nước ngoài họ bán rồng cũng tương đối là mạnh ha các chị bạn nha Và đó là 3, 243 tỷ thì bán rồng vào TLG Hòa Phát Vbank à, uh, FRT uh, mua thì em thấy là có FPT MLG VIX CTG và đất xanh các biến động thì các bạn thấy là thị trường chúng ta dù là tăng điểm nhưng vẫn có rất nhiều mã giảm đó là 235 mã giảm và 169 mã tăng thôi thì mình thấy đây là một cái sự phân hóa của thị trường cũng tương đối là mạnh đó và các mã không đổi là 73 mã rồi à, uh, và các tác động thì chúng ta là ngày hôm nay à, tích cực đến từ cổ phiếu của nhà anh Vượng đó là VIX và Vinhome. À, đặc biệt thì bạn thấy là VIX là cổ phiếu tăng trần và tăng rất mạnh và cũng như là không à, không còn dư bán giá trần à, rồi à, tiếp tục là như là FPT, Công Thương, Techcombank, Masan, PLX và VRE ở một cái chiều ngược lại thì chúng ta là các cổ phiếu về before à, như là à, BID cơm GAS, gas, phát, SSB, ssi, bcm, hvn, đó là các cổ phiếu mà ảnh hưởng tiêu cực đến cái chỉ số index. Rồi thì hôm nay các bạn anh chị thấy là vẫn là những cái nhóm ngành mà có giao dịch nhiều, đó là những cái nhóm bất động sản, ngân hàng, chứng khoán, nhưng mà mình thấy là ở những cái chiều đối lập với nhau À, đó là cái nhóm bất động sản thì giao dịch rất là nổi bật thì chúng ta là ảnh hưởng bởi các cổ phiếu trụ như các cổ phiếu như vít à, vinhome đúng không rồi những cái cổ phiếu khác à, nhưng mà nó cũng có một cái sự phân hóa ở đây à, rồi ở cái chiều ngược lại thì bạn thấy là cái nhóm chứng khoán là cái nhóm mà giảm tương đối mạnh hơn so với thị trường chung đó là giảm 1,1% rồi và tiếp tục thì chúng ta là những cái nhóm về công nghệ rồi nhóm bán lẻ nhóm thép đúng không? Đó, và nhóm ngân hàng cũng giao dịch ngày hôm nay cũng nhiều hơn so với mức bình thường của thị trường chung nhưng mình thấy là nếu như so sánh về những cái ngày trước thì à, với hôm nay thì cái giao dịch này cũng khá là thấp ngày hôm nay là nhóm ngân hàng cũng là cái nhóm chính mà chúng ta phải cần theo dõi rất là đặc biệt hôm nay thì mình thấy là những cái nhóm này giao dịch tốt như là techcombank và và vbank và là hai cổ phiếu cũng giao dịch với cái thanh khoản cũng tương đối tốt ha rồi shb Đó nhưng mà đa phần thì cũng có một cái ảnh hưởng của cái sự giảm điểm cho nên là cái chỉ số ngành của không không quá đẹp ha rồi chúng ta cũng sẽ nhìn vào cái chỉ số về index thì các bạn có anh chị cũng hình dung và thấy đây giúp bình ha à, thì cũng mọi người ai cũng mong gọi là thị trường có vượt 1.300 hay không để chúng ta gọi là À, mở một cái cái điểm vị thế mạnh đúng không? À, khi thị trường vừa qua nhưng mình nghĩ là các bạn anh chị cũng thấy nếu như thị trường vừa ở đây các bạn thấy là càng khó mua hơn đúng không? Thì chúng ta nhìn về cái chỉ số một chút. Thì à, ở đây các bạn anh chị thấy là vẫn à, thị trường vẫn duy trì à, được ở cái vùng 1280. Đó, nhưng mà các bạn các anh chị cũng thấy được là thị trường chúng ta có một cái cái vùng nó vẫn lanh quanh ở cái vùng giao dịch nhiều. Cho nên á, mình thấy là thị trường chúng ta có một cái sự điều chỉnh luân phiên và cũng như là có những cái nhóm ngành nó giúp cho thị trường giữ được điểm số, nhưng mà trong lòng cổ phiếu thì các bạn thấy là điều chỉnh rất là nhiều đúng không? À, cũng như là cái áp lực bán của thị trường cũng rất là lớn tại vì à, chúng ta cũng thấy được là ở cái những cái vùng này nó là cái vùng mà giao dịch nhiều của thị trường lanh quanh ở cái vùng 128x thì mình cũng chỉ liên tục chia sẻ với mọi người. Thì ở đây có một cái điều nữa, mình cũng nói đặc tính của thị trường bây giờ nó đã hồi phục trên 100 điểm rồi. Cho nên là cái áp lực mình nghĩ là cái áp lực cung là có thôi. Còn đâu đó thì có giảm hay không thì mình nghĩ là đợi thị trường thôi. còn thị trường mình nghĩ là nó giảm thì nó tốt thôi. Đúng không? Nó giảm thì để tạo ra một cái sự kỳ vọng mới mình nghĩ là chúng ta cũng không dự đoán gọi là mong muốn là thị trường nó giảm các bạn mình nghĩ là cũng không mong muốn để thị trường nó tự nhiên thôi còn với điều này thì mình nghĩ là có khả năng thị trường nó vẫn là phải cần rung lắc và cần có những cái sự tích lũy trở lại đúng không đó và cái chỉ số hưng phấn của thị trường thì nó vẫn đang nằm ở một cái vùng cao cho nên mình nghĩ là thị trường chỉ cần giảm nhẹ một tí thôi thì mình nghĩ là cái chỉ số hưng phấn này nó cũng sẽ đi xuống đúng không? mình nghĩ là nó chỉ đi về đâu đó ở cái mức 50 là cũng ok lắm rồi cái gì bạn và trong ngắn hạn thì mình nghĩ là về thị trường cũng đang tích lũy đúng không đó Các bạn thấy là nó cũng đi về đâu đó ở cái vùng thấp 1274 đó, Rồi sau đó thì về thị trường cũng hồi phục Và hiện tại thì chúng ta thấy là khả năng của thị trường nó có vượt qua hay không nó vừa qua để đi lên cái vùng 1300 hay không thì chúng ta là đây là cái mức cản vẫn là một trong những cái vùng giao dịch nhiều của thị trường vẫn là một cái vùng 1282 1283 đó nó vừa qua đó thì nó mới đi lên còn không đâu đó thì mình nghĩ là một cái nhịp chỉnh thì nó cần thiết thôi tại vì ở đây các bạn thấy là nó vẫn lưỡng lự trong cái vùng này thì nó vẫn có khả năng nó có những cái nhịp chỉnh là thì về tình huống ở đây các bạn thấy là khả năng thì ví dụ như tích lũy được ở đây mà không vượt qua ở cái vùng này đúng không thì cái tình huống này nó sẽ là chỉnh đó, cái kịch bản này sẽ, sẽ chỉnh tại vì chúng ta thấy là gì à, chỉ số chúng ta nó vẫn đang giữ cho một cái à, về phân kỳ mình nghĩ là khi nó đi là là là, là này nó tích lũy lại bạn thấy cái bên này nó cũng sẽ à, đắm đuối về những cái vùng dưới đây đúng không rồi ok thì còn tích cực hơn mình nghĩ là nó sẽ tích lũy được ở cái vùng này mình nghĩ là tích lũy được thì à, sẽ tương đối ok thân thôi đó tích lũy được khúc này thì lúc đó nó sẽ có những cái biến động như thế nào đó thì chúng ta phải cần theo dõi với thị trường sát sao À, và chúng ta nhìn đó là cái vùng mà à, khó rồi mình nghĩ là cái vùng này là cái vùng nó hơi khó mua đó nó không không phải là nhiều cổ phiếu mua được đâu các anh chị bạn thì ngày hôm nay các bạn thấy là về thị trường hôm nay các bạn thấy là có rất là nhiều cổ phiếu đúng không về thị trường có rất là nhiều cổ phiếu nhưng có một số cổ phiếu mà chúng ta cần lưu, lưu ý thì đầu tiên mình nghĩ là cổ phiếu vít đó, thì cổ phiếu vít ngày hôm nay thì nó cũng có một cái vol, đúng không một cái volume rất là lớn à, mình nghĩ là dòng tiền thôi À, đã đẩy vào cổ phiếu này, cho nên là cái khả năng mình nghĩ là về à, trong những cái phiên tới thì có khả năng nó sẽ rung lắc cho lại một tí thôi, mình nghĩ là nó khả năng nó rung lắc rồi nó cũng sẽ là à, tiếp tục là đi lên, mình nghĩ là tiếp tục đi lên, cho nên là à, những cái ngày tiếp theo, mình nghĩ là trong những cái phiên tiếp theo mà đâu đó khoảng hai ba phiên tới mà À, vít nó có những cái sự rung lắc về đâu đó khoảng quanh quanh 44.5 không quanh quanh ở cái vùng 44.5 cho tới 45 thì mình nghĩ là đó là vẫn là cái vùng để cho bạn anh chị mua để tích cộng thôi đúng không và kỳ vọng tới cái những cái mục tiêu mình nghĩ là có khả năng thì vít nó cũng sẽ à, tăng rất là nhanh mình nghĩ là với vít thì nó cũng không coi kháng cự và hỗ trợ ra gì đâu các chị bạn đúng không, nó cũng không có hỗ trợ kháng cự gì hết các bạn đó thì cho nên là mình nghĩ là các bạn anh chị nào xem về vít thì mình nghĩ là các bạn anh chị giao dịch cũng ta cũng hiểu được cái vấn đề của cổ phiếu này mình nghĩ là chủ yếu là à, cổ phiếu nó có tiền vào hay không để chúng ta giao dịch cho nó thuận tiện nhất thôi rồi thì à, tiếp theo là các cổ phiếu như vinhome thì vinhome bạn thấy là ở cái vùng này thì à, gần như nó cũng không phải là điểm mua của vinhome nữa nhưng mà à, có khả năng thì à, nếu như nó rung rủ lại thì mình nghĩ là cũng ok để cho chúng ta có một cái nhịp để vào đối với vinhome đó cái như vậy rồi những cái nhóm như bất động sản thì À, chúng ta cũng thấy ở đây thì chúng ta thấy là cái vùng này rất là khó gọi là cái vùng nó không phải là cái vùng mua cho những cái cổ phiếu như BDR các bạn thấy là các bạn chỉ thấy à, nếu như những cái ngày gần đây khoảng tầm ba 4 phiên gần đây các bạn thấy là giao dịch đối với BDR thì gần như cái biên độ dao động của nó cũng tương đối lớn và và các bạn anh chị mua bán thì nó cũng rất là khó khăn đó cho nên là mình nghĩ là cái vùng ngắn hạn như này của uh, BDR nó cũng rất là khó nha cho nên là cái kỳ vọng mình nghĩ là như chúng ta đã bắt đáy được rồi thì À, với những cái vùng này thì mình nghĩ nó cũng không phải là vùng mua bạn anh chị nào kỳ vọng tiếp thì chúng ta có thể tiếp tục nắm giữ thôi còn đâu đó mình nghĩ là cũng là một trong những cái vùng có thể canh chốt lại một phần đúng không thì như mình cũng có chia sẻ mọi người về BDR đất xanh rồi đó thì đều đa phần nó rơi vào những cái vùng chốt lời một phần hết rồi à, cho nên là mình nghĩ là các bạn anh chị có thể canh để chốt lời còn những cái điều chỉnh này chúng ta có thể là à, vừa có cổ phiếu vừa có tiền thì chúng ta sẽ thuận tiện cho cái việc giao dịch hơn đó đó nên những cái cổ phiếu bất động sản ha mình nghĩ là chủ yếu là theo dõi những cổ phiếu đó thôi còn những cổ phiếu khác như là khang điền hay nam long gì đó thì mình nghĩ là nó cũng đang có một cái giai đoạn sideways và giai đoạn tích lũy thôi nó cũng chưa có những cái biến động mạnh. Đó, thì chúng ta cũng ngó sơ về những cái cổ phiếu về bất động sản của công nghiệp mình nghĩ là bất động sản khu công nghiệp thì cũng không có gì đặc biệt <laughs> thì giống như là bất động sản khu công nghiệp thì có BCM thôi mình nghĩ là BCM cũng là một cái cổ phiếu mà À, mình cũng rất là theo dõi nhưng mà nó chưa có tạo ra những cái điểm mua tại vì những cái điểm mua như này thì nó rất là lửng lơ lửng cho những cái vùng giá mà chúng ta rất là khó đúng không nó chỉ là tiệm cận cho những cái vùng mà bán thôi còn những cái điểm ngắn hạn như này mình nghĩ là cũng rất là khó mua với đối với lại VCM mình cũng không có tạo ra những cái vị thế mua à, và cả cổ phiếu VGC cũng là một cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp đó thì các bạn các anh chị thấy là là À, ở đây nó cũng đang có một cái giai đoạn tích lũy thôi vậy bạn hãy là những cổ phiếu này đang rơi thì nó đang giảm à, thì cho nên là mình nghĩ là nó có cho chúng ta thấy một cái vị thế bắt đáy thôi còn đâu đó những cái việc mua ở phía sau thì rất là khó ha ở à, phía, đây thì mình thấy nó đang có một cái dấu hiệu tích lũy bạn thấy là vào khúc này thì đã đâu đó là khoảng hai bốn sáu bảy phiên giao dịch nó gần như tích lũy đã hơn ha bảy phiên thì mai tám phiên nữa là cũng đã gần gần đâu đó hai tuần nó đi sideways ở quanh cái vùng bốn 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 à 4446 ha, 4446 thì đó là cái biên các bạn thấy là nó hai điểm thôi nhưng mà rất là khó, rất là khó giao dịch. Ha, rất là khó giao dịch. Rồi, đó là cái biên mà chúng ta thấy là khó của VGC ha. Rồi, và những cái cổ phiếu khác mình nghĩ là đối với ngân hàng thì à, mình thấy là có những cái tín hiệu về ngân hàng thì chúng ta phải nhìn vào ngân hàng ha. ngân hàng thì mình nghĩ là nếu như tiếp tục mà tích lũy kiểu này thì cái khả năng thì có vượt đỉnh hay không? thì mình nghĩ là xác suất thì nếu như thị trường đi lên thì cái nhóm ngân hàng nó cũng sẽ là cái nhóm nâng đỡ thôi tại vì chúng ta cũng đã thấy với nhau uh, những cái nhịp mà điều chỉnh của cái nhóm ngân hàng nó sẽ hấp dẫn lắm các bạn mình nghĩ là BID cũng là cổ phiếu mà các bạn anh chị có thể xem trong những cái clip điều chỉnh nè rồi CTG các bạn anh chị cũng có thể xem trong những cái lúc điều chỉnh nè đúng không rồi uh, VB Bank VB Bank thì hôm nay mình thấy là ngày hôm qua thì nó có đã có dòng tiền vào rồi thì hôm nay mình thấy là có một cái tín hiệu nó vẫn là cái tín hiệu vượt may đó thì cho nên là mình nghĩ là các bạn anh chị có thể canh để tham gia đối với lại Vbank ha. Vbank mình nghĩ là vẫn có thể canh tham gia. nên tham gia được nha các anh chị mà. Thì mình thấy là có tín hiệu đây thì đây một cái nến tuần mà nó vẫn đang lanh quanh ở cái vùng kháng cự như này mình nghĩ là với trong ngắn hạn nó có tín hiệu như này thì xác à, suất thì cái tuần tới thì nó sẽ có những cái tín hiệu nó vượt được cái kháng cự và nó đi lên. Cho nên là Vbank mình nghĩ là có thể chú ý, còn SHB cũng là một cổ phiếu mà mình nghĩ là cũng có thể xem được thôi à, Techcombank thì đối với cái Techcombank thì mình thấy là đang hồi phục thôi cho nên là mình cũng đang chờ đợi coi nó vượt kháng cự hay không đó đang hồi phục được thì mình nghĩ là nó phải vượt kháng cự thì mình sẽ xem xét tiếp còn đâu đó thì chúng ta vẫn cứ chờ đợi ha mà BB thì nó cũng đang có dấu hiệu tích lũy nè thì à, nếu mà BB nó có chỉnh thì mình nghĩ là cũng là xem được ha dưới cái vùng 24 thì mình nghĩ là cũng là một trong những cái điểm mà canh để mua đối với mà BB thôi nó à, chặn lại đâu đó khoảng 23.5 tới 24 đó là cái vùng mình nghĩ là canh được cho 10 bi các bạn chú ý rồi đó là ngân hàng bất động sản và chứng khoán chứng khoán thì hơi khó khăn một tí thì nó có một cái vùng à, hơi là là à, kháng cự trong ngắn hàng thì mình nghĩ là trong những cái điểm mà để vào lệnh thì đây không phải là những cái điểm vào lệnh của cái dòng chứng khoán rồi thì mình cũng à, không thấy được những cái điểm mua của dòng chứng khoán đó nhưng mà mình nghĩ là chúng ta cũng test qua rất là nhiều mã thì à, như Vx rồi à, À, HCM này mình bạn thấy là cái đà tăng này nó cũng không tạo ra một cái điểm mua chỉ có về cổ phiếu VND thôi thì cổ phiếu này đang ở những cái vùng đấy thì mình nghĩ là các bạn anh chị nào mà chọn VND thì chúng ta có thể là canh đâu đó quanh ở cái vùng 15 đúng không quanh ở cái vùng 15 cộng trừ một like thôi đối với VND thì mình nghĩ là, là cổ phiếu mà cũng không phải lớn cho nên là chúng ta cộng một like thôi nha đó cho nên là vùng ở 14.9 tới 15.1 thôi à nhưng mà đây là vẫn là cổ phiếu trong một cái đau trend nó vẫn đang tích lũy và có khả năng nó sẽ chậm mình nghĩ là đối với VND nó sẽ chậm cho nên là mình nghĩ là vẫn có thể là ok thôi mình nghĩ là VND cũng là một cổ phiếu có thể là theo dõi được không sao cả rồi chúng ta cũng sẽ đi qua một cái dòng nữa đó là cái dòng dầu khí ha mình nghĩ là dầu khí thì chúng ta có thể xem xét về uh, BVD BVD mình nghĩ là nếu như test là một cái đấy nữa thì cũng rất là ok à, đối với BVD thì mình nghĩ là cũng sẽ coi canh thôi mình cũng sẽ theo dõi thôi tại vì nó vẫn đang nằm trong một cái đau à, thì những cái điểm mua mình nghĩ là đã chia sẻ với nhau những cái khúc này rồi thì kỳ vọng các bạn anh chị vẫn cầm tiếp thôi còn đâu đó những cái điểm mua phía sau các bạn các anh chị nào mà cần mua thì cứ nhắn mình À, và các cổ phiếu bình sơn này mình cũng mong chờ nó chỉnh về đây để các bạn anh chị làm một vòng nữa đúng không đó, nhưng mà nó cũng không chỉnh đâu thôi thì cho nên là chúng ta vẫn cứ chờ tiếp với các cổ phiếu dầu khí thôi à, và đâu đó thì những cái cổ phiếu về những tiếp tục mình cũng theo dõi như bvt hah này nè mình cũng thấy được là những cái điểm này nó cũng đang à, gần những cái vùng mua thì các bạn anh chị có thể để ý vào hah ha à, nếu mà nó đâu đó dưới cái khúc này thì chúng ta có thể xem được nè các bạn quanh quanh 40 cộng ha 40.5 đi là ok lắm rồi đó dưới 41 là quanh quanh 40.5 là ok đó nói chung là 40.5 41 thì bạn có thể, có thể xem rồi HAH uh, BVT uh, đây là một đây là một thì mình cũng chốt lời rồi thì cho nên là mình cũng đang theo dõi trở lại có nó test lại không test như thế nào nói chung là các anh thấy ăn tham đúng không chốt rồi vẫn theo dõi tiếp rồi cho nên là mình thấy như vậy ha dầu khí bất động sản mình thấy xem mình cứ cổ phiếu như là dc Word này mình cũng theo dõi dc Word thôi nhưng mà mình cũng chưa có quyết định để mua mình đang chờ có nó tích lũy tới khúc bên đây các bạn đúng không nghĩa là tích lũy tới cái khúc này nè các chị bạn tới cái khúc EMA này nè đó nó tới đó được thì mình sẽ canh những cái điểm để vào lệnh ha rồi ok chúng ta theo dõi tiếp về uh, DG World thôi chỉ có những cái cổ phiếu như mình sẽ không tham gia đối với như là các cổ phiếu như frt này bạn thấy như thế này nó đang giảm giảm như thế này và những lúc thấp nhất của nó là 176 thì mình nghĩ là mình cũng sẽ không tham gia vào những cái cổ phiếu như mà đi này rồi frt này đó, những cái cổ phiếu bán lẻ khác ha à, uh, mà san san thì mình nghĩ là chỉnh thì chúng ta có thể xem được trong ngắn hạn thôi các gì chị bạn thì mà san mình nghĩ là nó đi lên đi xuống như này nó cũng có phản ứng thôi chứ cũng không có gì ha png png thì như bạn thấy là cũng có phản ứng về mặt hỗ trợ cũng tương đối ok thì nói chung PNG thì mình nghĩ là nó cũng sẽ là một trong những cái điểm tích lũy thôi cũng chưa có điểm tăng được đâu nói chung PNG thì À, về cái đà tăng về xu hướng nó đi lên như này thì nó rất là khó cho cái điểm mua bắt bắt rồi mình cũng không bắt nói chung là cổ phiếu này nó có một cái thị giá cao đó thì chúng ta có xem về DC World là cũng ok lắm rồi đúng không còn đối với lại những cổ phiếu BNG mình nghĩ là theo dõi tiếp thôi còn các bạn các anh chị nào mà quan tâm đến BNG quá thì chúng ta có thể nhắn tin cho mình đúng không hoặc là các bạn các anh chị có thể comment ở dưới cái phần video đó, để chúng ta có thể trao đổi với nhau hoặc trực tiếp Zalo các bạn hoặc uh, qua số điện thoại của Bình kết bạn chúng ta trao đổi với nhau. Số điện thoại mình để để màn hình hoặc dưới cái phần mô tả đều có. Còn các bạn anh chị mà quan tâm đồng hành với Bình thì chúng ta cũng có thể là mở tài khoản thẻ đai với cái ID là 1791 và với uh, uh, ID ở VPS là X530. Đó các bạn anh chị nào có tài khoản ở hai công ty chứng khoán này chúng ta có thể là chuyển qua Bình rất là nhanh ha, mình hướng dẫn cho mọi người chuyển rất là nhanh thôi rồi à, tiếp tục là những cái nhóm về ngành à, thực phẩm thì mình nghĩ là vinamilk thì hôm nay nó cũng có những cái nhịp chỉnh rồi nó cũng có hồi đúng không nó cũng hồi chung với thị trường à, chỉ có sab 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 thì mình nghĩ là cũng hơi khó trong cái đoạn này à, về sab thì cũng là một cổ phiếu tạo đáy và nó bạn thấy là cái giá thì nó cũng giao cắt ở cái mây và biến động rất là lớn biến động rất là lớn ha cho nên là thôi à, cũng quan sát tiếp thôi à, Dabaco Dabaco thì các bạn thấy là đang trong cái vùng xe quay rồi cái vùng tích lũy này rất là khó trừ khi nó ngốc lên các ngày mai mà ngày mai ha ngày mai mà nó ngốc lên thì ok chúng ta theo dõi à. ok ngày mai mà nó ngốc lên trên cái vùng 28 năm này mình nghĩ là cũng tê cộng được đâu đó đánh cái biên ngắn từ đây cho tới về cái biên khúc này đâu đó quanh 31 này đó thì đâu đó khoảng 28 năm về 31 cũng ok khoảng một uh, hai giá rưỡi đâu hai giá rưỡi cũng khoảng tầm 10 phần mình nghĩ nó cũng ok đấy 10 trăm nói chung là biên uh, biên 10 phần trăm là mình nghĩ là hợp lý đối với lại uh, à, Dabaco nói chung là biên 90 phần trăm tầm 79 phần trăm là mình nghĩ là ok nó đừng khoảng 10 phần trăm 79 phần trăm ngắn hạn thôi vậy là ngắn hạn cái rủi ro chúng ta cũng không quá lớn nếu mà t cộng về mà hàng bị mà mà ảnh hưởng lỗ là mình nghĩ là chúng ta phải chấp nhận à, t cộng thôi à, cái lỗ đó cũng không quá lớn đâu rồi à, đó là dabaco ha là baf đâu à, lần này mọi người cũng ít nhắc tới đối với những cái cổ phiếu này mình cũng không thấy được những cái điểm tăng ha baf nè HAG này rồi những cái cổ phiếu về dòng thị sản thị sản mình thấy là cũng đang tích lũy thôi cái gì mà mình thấy là như anh NV rõ ràng mình thấy là tích lũy kẹp biên này rất là khó này ADI vậy này ADI nó cũng kẹp biên này cũng rất là khó này CMID nè mới thì một cái rũ về đây thì nó cũng đang tích lũy thôi OK thì chúng ta có thể theo dõi tiếp về những cái cổ phiếu này thì mình nghĩ là chúng ta có thể theo dõi tiếp những cái cổ phiếu như VIT thôi được đó, và và mình vẫn đánh giá là những cái nhóm ngành mà chúng ta theo dõi trọng tâm và những cái nhóm, nhóm khác mình nghĩ là chúng ta giao dịch tây cộng thôi còn những cái nhóm mà trọng tâm mình nghĩ là vẫn là ngân hàng và bất động sản và có thể là một số dòng chứng khoán thì với kỳ vọng mình nghĩ là à, từ tháng 9 thì chúng ta thấy các bạn anh chị cũng thấy được cái dòng chứng khoán có thể là à, cái khả năng là cái nhóm này nó cho về nước ngoài à, gọi là cái refunding có nghĩa là cho vay cứu quỹ thì mình nghĩ là không cần dùng một trăm phần trăm tiền mặt nữa, có nghĩa là ký phải ký quỹ một trăm phần trăm á, có nghĩa là bây giờ họ cũng như là 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 là, là có thể là vay mà gin đúng không? Đó. Thì cho nên là việc bây giờ thì cái dòng chứng khoán nếu như à, tích lũy tích cực thì mình nghĩ là chúng ta cũng có thể xem xét được các cổ phiếu về ngành trụ này, giống như là um, SSI hoặc là HCM gì đó thì đây là hai cổ phiếu mà mình nghĩ là thí điểm nhưng mình bị nghĩ ở đây thì nó cũng vẫn đang là một trong những cái vùng À, có về cái cái chỉ số cũng tương đối đẹp ha, tương đối đẹp với lại cái 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 ngành chung, à, cái chỉ số nó cũng tương đối đẹp ha, cho nên là mình nghĩ là cũng theo dõi tiếp về à, những cái vùng này của các cổ phiếu về dòng chứng khoán, ok ha. Rồi à, thì như vậy thì ngày hôm nay thì như vậy thôi, mình nghĩ là những cái nhịp mà rung lắc thì của thị trường nó cũng vẫn là một trong những cái vùng tích cực để mà hấp thụ và cũng như là thay đổi sự kỳ vọng để cho thị trường đi lên thôi. Còn đâu đó thì chúng ta cứ bình tĩnh để giao dịch à, Và mình nghĩ là những cái nhịp rung rủ mà nó về hấp dẫn Thì mình nghĩ là chúng ta cứ nhặt vào dần thôi À một cổ phiếu nữa mình cũng có chia sẻ quan tâm lắm Đó là về cổ phiếu ghét Thì mình thấy ghét cũng đang có một cái dấu hiệu tích lũy cũng tư đối Trong cái việc mặt trung hạn các bạn Thì cái vùng trung hạn ở đây các bạn thấy là Cổ phiếu này nó cũng đã tích lũy cũng tư đối Gọi là rất là ok nè Đó, đó. Thì đây là giống như các bạn thấy là nó có một cái 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 mô hình của hình lá cờ đúng không cái mô hình của hình lá cờ gì đó, đó thì đây là những cái vùng mà chúng ta có thể theo dõi cho cổ phiếu uh, g gex ha mình nghĩ là gex cũng có thể là một cái vùng xoay quay tương đối dài để chúng ta thấy là cái cơ hội ở đây thì mình nghĩ là rất là lớn thì cho nên là mình nghĩ là các bạn anh chị có thể theo dõi tiếp về cổ phiếu gex để chúng ta có thể tham gia thì nếu như các bạn anh chị lo ngại thì chúng ta có thể làm tham gia lấy vị thế trước đi tại vì đây là những cái vùng tráng À, và qua được cái, cái vùng hoảng loạn rồi thì mình nghĩ là rủi ro của GX nó cũng không quá lớn, đúng không? Cũng không quá lớn nhưng mà chúng ta hay là cái cơ hội nó cao. Đó, tại vì gì? Đây là cái biên dưới à, cái biên dưới của cái vùng tích lũy và cái cơ hội nó về cái biên trên này nó cũng rất là cao ha. Thì mình nghĩ là mục tiêu đâu đó khoảng tầm 24 25 này cũng rất là có khả năng xảy ra của Get. Ok. Và bây giờ thì mình cũng uh, xin cái okay, uh, video này uh, tạm dừng cái video này các bạn thấy uh, không quá dài ha cái video này mình nghĩ là mình chia sẻ cho mọi người mà hữu ích mọi người nhớ cho mình một cái like một cái share và thả mình một cái tim ở dưới cái phần bình luận còn đặc biệt hơn đó mọi người có thể là comment về những cái cổ phiếu mà người quan tâm uh, để chúng ta có thể chia sẻ nhau về điểm mua và điểm bán ha uh. các bạn anh chị bán thì chúng ta uh, có thể là để lại cho mình một cái giá nữa để cho mình biết để để mình uh, chia sẻ cho mọi người ha, tư vấn cho nó chính xác hơn, cụ thể hơn. Đó, còn mọi người ngài để chúng ta có thể trao đổi với nhau thì mọi người có thể trực tiếp cho mình hoặc cái số điện thoại hoặc qua Zalo, uh, cũng là cái số điện thoại đó ha. 098630563. Còn các bạn có chị quan tâm hơn thì có thể là roi vào những cái room mở mình để dưới cái phần mô tả hoặc kim dưới cái phần bình luận sau cái video. Và bây giờ bye bye, hẹn lại mọi người, chúc mọi người buổi tối thật là vui vẻ. Bye bye, hẹn gặp lại.